Đây, chào các bác nhá. Hôm nay là ông anh lại tháo cái mốc này đi, chuẩn bị đi phai ruộng. Chào tất cả anh em của khách của anh Xính Vùng Cao nhá. Nếu anh em được xem kênh của anh Xính thì hãy đánh giá tôi nhá. Tháo chuyện gì đây? Đây, bên này là con của mình nhé. Mình chắc cũng chuẩn bị tháo phải đi, tháo cái mốc đi, lắp phải đi phải ruộng thôi. Đây, tháo rất khó nhá các bác nhá. Dễ thôi, nhưng mà chẳng qua không nhìn được, không nhìn rừng mẫy nó khó, hơi khó. Mày cái vòi hơi vừa mới ấy chứ, cái vòi này này cặp mẹ quả kia mấy hùm nối qua đây gì đâu. Ủa chẳng có lo rút ở đây ra thì mà. Đây còn cái vòi hơi nữa. Cái này là cái phanh không? Đây phanh. Còn đây là vòi, vòi hơi. Còi hơi ấy. Tí người ta không biết, người ta lại bảo là cái dây hơi để phanh, cái dây này bé lắm. Tháo mãi không được à. Ê, còn chính xuống đây lại. Có chút đâu rồi. Không biết gì còn chính xuống con em. Đoạn này gỗ thì hơi khó bán cho nên anh em là không đi làm gỗ nữa. Bơi nghỉ rồi, chuẩn bị đi vào vụ mùa đi phay thôi. Vừa nóng nữa. Cái mùa này chợ gỗ thì cực lắm. Đây ra. Ô, bọn nó không phải thế này. Đưa rồi. Nó mắt cái khóa này nè. Lắp đỡ được vào đâu mà. Đây lắp đỡ vào đâu. Đấy, phụ vợ thay cái này chẳng. Chẳng. Giá thầm thấy tươi là cái gì. Xách Việt ra. Khuyên anh em ấy, nếu mà con xe đi cày ấy, đừng lắp phanh hơi làm cái gì. Lích kích lắm. Tôi thấy sai lầm rồi đấy. Cứ mỗi một lần là tháo lắp thế này nó phải hơn tiếng. Đây, cái máy có phanh hơi thì lúc tháo ra thì lại khó nhá. Nhưng mà đi chở hàng thì nó lại dễ. Nó là có phanh thì nó an toàn. Đi xuống ruộng nó cũng chả đi đâu được đâu. Đi phay tháo, đi phay ruộng thì lại khó tháo. Khó cực luôn. Đây, cái đồ. Đó. Nếu tụi mình tháo phát là xong. Tháo phát là chỉ biết là lắp phay thôi. Dễ cực. Ui, cổ nó khá là lỏng đấy cái này.
đi đâm lại. Quá chắc chắn. Lắp nhầm rồi, tháo ra lắp lại nhé. Chết quá. Thả xuống đi phê. Bên phay này, cái dàn phay này nó không vừa cái phay này. Cái này phải cái phay nhỏ cơ, cái răng nhỏ này. Cái răng to rồi. Cái răng nhỏ mới vừa. Tí xuống. Dạ, lỗ khá ta trồng đã lò.
đây nữa. Lắp đi lắp lại vẫn không vừa. Vừa rồi nhưng mà chỉnh chưa được cân. Một bên thấp một bên cao. À, tăng một tí nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.